Chào anh em, mình là K. Thì hôm nay mình làm clip về những lưu ý khi tăng điểm tiềm năng. Và điểm tiềm năng là gì? Là sức mạnh, sinh khí, thân pháp và nội công. Và cụ thể hơn, hiện tại mình đang cầm một ạt Thiếu Lâm Đao. Và anh em cũng biết, Thiếu Lâm Đao tăng sức mạnh là nó lên lượt tay. Và lưu ý những gì? Thì lưu ý, mình khuyên em á là mình tăng thế nào không uổng phí điểm tiềm năng nha anh em. Và bây giờ hiện tại anh em cùng mình xem thử cái server này tăng bao nhiêu điểm là nó nhảy lượt tay nha anh em. Và bây giờ mình tăng 4 điểm. Thì anh em cũng thấy á là nó không nhảy lên tay nha anh em. Bây giờ mình thêm một điểm thì á cái server này Thiếu Lâm Đao tăng 5 điểm là nó nhảy lên tay. Điều này nói lên điều gì? Nói lên là mình phân phối như thế nào để không uổng phí điểm tiềm năng nha anh em. Đôi khi á anh em không để ý mình bị uổng phí không? Mình đồng ý là không đáng bao nhiêu cả, nhưng mình biết nó đỡ hơn nhiều nếu mình phân phối điểm á 4 điểm đi anh em. Thì mình tăng vào sinh khí, thì sinh khí á tăng 1 điểm là nó nhảy rồi. Mình thấy á đa phần thì sinh khí thì tăng 1 điểm, hầu như các server lậu server nào cũng vậy. Nếu thì anh em chơi phái khác thì anh em xem thử nó như thế nào nha anh em. Phiên bản thân pháp và nội công anh em cứ test kỹ càng để mình đỡ uổng phí điểm tiềm năng. Và anh em á chơi mà đường môn đi ha, mình nói luôn ở đây luôn ha. Ở phiên bản thân pháp đi thì nó cộng thân pháp lên được tay, thì anh em lựa chọn trang bị nào mà cộng thân pháp nó bao nhiêu điểm á nó đỡ phần nào anh em nha. Nếu mà cộng 13 thì mình thiếu mất 2 điểm không, mình đủ mất 2 điểm không, mình bị lẻ thấy không. Nên á mình chỉ lưu ý cho anh em á thì điểm tiềm năng coi thử cái server anh em đang chơi coi thử bao nhiêu điểm là nó lên được tay, nên anh em lựa chọn và cách tăng như thế nào để nó hợp lý, để nó không để nó dư nha anh em và nó thiếu nữa. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, chào anh em ạ. À.